Cô gái người đồng bào Tây Nguyên đã bật khóc trước cổng bệnh viện tại Sài Gòn vì không đủ khả năng thuê xe đưa chồng về quê. Tụi mình đã hỗ trợ một chiếc xe cứu thương miễn phí từ nhóm mai táng từ thiện Nhật Tâm và gửi tặng thêm 5 triệu đồng để làm lộ phí trở về nhà. Nay mình có dịp trở lại Gia Lai để hỏi thăm sức khỏe. Cả gia đình thì vui mừng khi được về nhà một cách an toàn. Thế nhưng khi mà tặng thêm một cái món quà nữa thì người chồng tìm một cách từ chối, thậm chí tính chuyện chia lại một nửa số tiền lại cho phong bụi khi mà mọi người ủng hộ lại cho anh nhằm khỏi phải áy náy bản thân. Quả thật, người đồng bào Tây Nguyên thật thà vô cùng. Cô dám nhận á. Nói chung trước thì 5 triệu rồi, quá không nhiều biết quá. Cảm ơn thế nào mà vẫn giúp đỡ gia đình em thế này, em rất xúc động, cảm ơn. Nhân viên này nếu giao cho thì còn các em thì sao? Còn các em thì sao? Còn em phải có một phần nào chứ, anh mới vui chứ. Làm rẫy đâu có, làm rẫy thì chỉ có làm lúa ăn thôi, mà tiền thì không có đâu. Chắc là nhiều đây, nhiều lắm. Biết nói cho che cho điều luôn đi. Anh nói gì? Chia cho điều luôn. Chia cho điều, anh chia đi, anh chia cho em sao cho nó hợp lý tí. Bây giờ anh nói là mang tiền lên từ Sài Gòn lên đây thì kinh trùng chia đều. Đây là 1 triệu á. À, 1 triệu á. Đếm đi, chia ra chia đều ha. 50-50 hay sao? Ừ, 50-50 luôn. Phong đang có mặt tại xã Ia Dia, huyện Ia Rai, tỉnh Gia Lai, và hôm trước thì Phong có chia sẻ một cái đoạn video, đó là một cái người đồng bào có mặt tại bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 thời điểm mà Phong đang phát cơm cho bà con á, thì chị gái này ra nhận cơm và ngồi khóc nức nở khi mà không có đủ tiền xe để đưa chồng mình từ bệnh viện ở Sài Gòn về. Thì bây giờ thì Phong có mặt ở xã này, và cái địa chỉ ở đây thì rất là khó tại vì người đồng bào, cho nên là cái địa chỉ nói rồi đi tìm kiếm nó cũng rất là vất vả. Từ sáng đến giờ thì giờ mình mới tìm được cái buôn ở đây. Thì theo như mình tìm hiểu là địa chỉ của chị á là ở xã, ở làng Prenba, thuộc xã Ia Dia, huyện Ia Rai, tỉnh Gia Lai, và là người đồng bào, cho nên là cái việc mà nói chuyện với nhau cũng rất là khó khăn. Bây giờ thì chắc là em đi kiếm bà con ở đây mình hỏi thử. Cô nhà đây không, nhà người này không? Dạ, nơi bây giờ. Nhà đây luôn ha. Ừ. Mọi người chỉ là ở trong cái xóm này, nhưng mà cái làng đây là làng tên gì? Prenba. Prenba. Ừ. Cái nhà chị này tên gì? Đây. Cái hình mà con mới mở. Dạ, từ đây giờ. Ở đây thì phần lớn là bà con người Gia Rai á, cho nên là khi mà nói chuyện cũng rất khó khăn. Hơn là cái chị gái đó là có thể là nói được tiếng Việt, tiếng Kinh. Bây giờ thì mình nhà đây luôn đúng không? Ừ. Ôi chị gái kìa. Mọi người thấy á, chị nhớ mình không? Ơ, nhớ em không? Nhớ. Nhớ em gặp. Em Phong mà. Em Phong mà. Nhớ chứ. Tại sao điện thoại chị em gọi không được? À, cũng gọi hả? Ờ, gọi mà không được. Ồ. Sao nhỉ? Cái đúng rồi, cái sim hôm bữa thì không đăng ký á. Rồi chị bỏ, chị lấy cái sim cũ của chị ở nhà. Rồi chị đeo vô điện thoại kia. Cho nên mới mất số đấy. Đây nha mọi người, cô bán chị có xem lại cái video trước á, là mọi người sẽ thấy là mình gặp chị này trước cổng bệnh viện phục hồi chức năng quận 8. Lúc đó thì chị có nhận cơm, rồi sau khi nhận cơm thì chị ngồi chị khóc nức nở trước cổng bệnh viện. Dạ. Chị nhớ cái cảm giác hôm đó như thế nào không? Dạ nhớ. Hôm đó như thế nào? Hôm đó thì chị đi bệnh viện bên phục hồi chức năng. Dạ. Thì cho về á, trong thì không ngồi được xe, thì năm miếc gì đó chưa ngồi được, cho nên thì chị kiếm xe thì không có xe á. Rồi chị không biết kim chỗ nào nữa, rồi chị ngồi, chị suy nghĩ không biết tính sao. Rồi nước mắt chị cứ tự rơi thôi, giống như buồn quá thì tự rơi thôi. Buồn quá tự rơi. Yeah. Thì cái cảm giác cái hôm đó khi mà nếu như chị liên hệ rất là nhiều nơi mà người ta không hỗ trợ chị được thì... Hỗ trợ, không hỗ trợ được, chị không biết xoay sở thế nào nữa, không biết tính thế nào nữa. Cho nên chị mới, cái lòng chị nó rụng rụng gì đó, ý là sợ không có xe á, không biết suy nghĩ thế nào mà có xe á, cho nên chị mới khóc đấy. Chắc có lẽ bây giờ hai chị em mình vào nhà ha. Dạ. Để gặp anh như thế nào, có. Dạ. Thử cái sức khỏe của anh ra sao. Dạ dạ. Đây nha mọi người, ở nhà của gia đình nè.
được lẽ tạm thì dân cho được lẽ tạm thì chào ha. Anh thì nói tiếng Kinh không rành, nên là cái việc mà trò chuyện giữa em với anh thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì chị có thể ngồi xuống chị dịch giùm em nha. Mọi người có thể thấy là anh siêu zoom nè, cái hình ảnh mà mấy ngày trước á, là mình có chia sẻ anh cái hình ảnh ở bệnh viện ở Sài Gòn. Nhưng mà hôm đó thì anh siêu zoom á, mình thấy là anh không thể ngồi được. Thì không biết là bây giờ anh ngồi lại được sao vậy? Ý là không phải, nếu mà ngồi thì anh người ta có người khiêng, có người khiêng mới ngồi nhiều, được mới ngồi được có năm thì bảo hiểm là mới ngồi được. Nếu mà năm thì cũng năm cho có người khiêng mới năm được. Chị là có tên là Herbert Zup, thì hai anh chị là người Gia Rai á, cho nên là tên gọi nó cũng rất là khó nhớ đúng không? Họ mình là họ gì? Rơ cơm Rơ cơm Herbert Zup. Còn anh là Siu Zup. Vậy thì người Gia Rai mình là nhiều họ? Có nhiều. Họ gồm những họ gì? Kassar, Roma, Siu, Pui, Rơ cơm nữa. Nhiều cũng nhiều. Anh thì anh Zoom, em gọi anh Zoom ha. Siu Zoom. Siu Zoom. Anh Zoom thì mọi người hình dung là anh nói tiếng Kinh không rành, nên là khi mà mình bây giờ mình muốn trao đổi với anh á thì cũng phải thông qua chị. Vì sao chị rành tiếng Việt hơn so với anh? Anh thì cũng rành, nhưng mà anh bị mổ cái u màng não á, nó chén dây thần kinh tai á, ba dây thần kinh á, rồi nó chen u tay của anh không nghe được. Nếu mà anh nghe được thì anh cũng nói tiếng Kinh rành lắm. Do anh không nghe được nè. Có lúc nghe có lúc không. Có lúc nghe có lúc không. Khi mà vừa có mặt ở gia đình mình á, thì em thấy là một cái lễ thành hôn này, cái này là của con anh chị. Con gái hay con trai? Con gái. Con gái. Vậy thì không biết là chị gia đình mình là có bao nhiêu đứa con? Hai đứa. Bé gái lớn đã cưới chồng rồi. Rồi một đứa nhỏ nữa. Đây là bé út. Út. Bé út cưới chồng, còn bé lớn cũng cưới chồng rồi bên chồng. Hồi nãy thì hai chị em có đứng ở trước sân thì từ xa chị nhận ra em rồi. Dạ. Sao chị nhớ được tên em hay ạ? Nhớ chứ. Em đã giúp đỡ chị nhiều mà tên thì nhớ nhiều lắm. Mấy năm cũng nhớ chứ. Sau khi mà mình gặp chị á, ngay tại bệnh viện phụ khoa chức năng quận 8, thì trong buổi trưa đó mình có liên hệ với nhóm anh Nhật Tâm mai táng từ thiện và chuyến xe nghĩa tình, thì anh tức tốc từ ở dưới Sóc Trăng á, anh di chuyển lên trên Sài Gòn để đón hai vợ chồng đi. Lúc đó thì tinh thần của chị vẫn chưa hẳn được cho là minh mẫn lắm, còn rối tung rối mù luôn, đúng không? Đến mức như thế này mọi người, mấy anh em đến Bình Dương để gặp một cái trường hợp khác, đó là một cái chị mà con mất. Em sang chuyến xe đó về lại Sài Gòn, tiễn anh chị tới Bình Dương, anh chị tiếp tục cái hành trình về lại quê nhà. Thì tới Gia Lai mình ước chừng là khoảng mấy giờ? Là 7 giờ sáng. 7 giờ sáng, mọi người hình dung 7 giờ tối di chuyển từ Sài Gòn tới 7 giờ sáng có mặt tại Gia Lai. Và tới đây thì chị không nhớ nhà, không biết nhà mình nằm ở đâu hết. Anh tài xế anh không biết làm sao để có thể đưa đến nhà. Vì sao lúc đó chị không nhớ được cái là nhà mình nằm ở đâu? Ý là lúc đi Sài Gòn thì đi đường thành phố này, lúc về thì đi đường kia, chị chưa đi bao giờ á, cho nên không biết đường đấy. Tới gần xã mình thì biết rồi. Ý là cái hướng mình chưa biết gì, thị xã người ta thì mình không biết được. Còn thị xã mình thì khu vực đứa nào thì mình chỉ biết. Mình sẽ biết. Anh chị có thể nói lại cho quý khán giả là nếu cô chú chị không xem được clip trước á, người ta biết là chồng chị hiện giờ mắc bệnh gì và đã nhập viện ở Sài Gòn như thế nào, và những ngày tháng ở có mặt ở Sài Gòn thì khó khăn ra sao? Bệnh cái bệnh của ông hả? Nói về bệnh của ông thì nếu mà cái trong hồ sơ á, mới ấy được coi hồ sơ, chị có thể nói được đại khái cái bệnh gì? Nói từ mổ lần đầu hả, hay là sao? Mổ lần đầu là 2007 2008 anh đã mổ cột sống rồi. Mổ cột sống rồi từ trước, từ đó tới nay thì mổ cái u màng não 2021, mổ cái u màng não ở Chợ Rẫy. Cái chân này bị phù này. Mọi người thấy cái chân nó to lên này. Đây cô đồng được, đây cũng được.
đây không được. Bây giờ là đi vệ sinh thì phải dùng cái ống tiểu. Dạ, giống ống tiểu với tả, lót tả, chưa đi đứng được. Rồi bác sĩ nói như thế này nè, anh có khả năng điều trị nhưng mà điều trị tốn kém, ở lâu, có khi là 2 năm, 3 năm, 5 năm, không chừng, để có phục hồi lại. Và tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình mà quyết định. Và hôm đó thì cuối cùng là chị chọn quyết định là cho anh từ Sài Gòn về. Dạ, cho anh từ Sài Gòn về thì lúc đó thì tính thì anh thì không ngồi được, không dậy được. Kiếm cái xe nào mà anh nằm á, kiếm cái xe nằm thôi mà về đây mới được. Còn xe ngồi thì lúc đó chưa ngồi được một phút nào á. Cho nên không biết tính thế nào đây. Chị ra ngoài công bệnh viện á, chị hỏi mấy cái cô bán đồ chỗ đó, lấy đâu mà nói là có xe từ thiện, có xe từ thiện rồi họ chụp qua nhà rồi cái số quẻ thế này đó, số hộ đó với căn nhà với hình ảnh của ảnh trong bệnh viện á, rồi lúc đó thì cái cô kia là Hoa Viên á. Cô Hoa Viên với cô nó nói là xe không có, cái xe không có, không, em nói là không phải về ngày nay, em nói là về mai. Về mai thì mày, họ nói là chưa chắc chắn được, chưa chắc chắn có xe được, cho nên chắc không có đấy. Em ngồi một mình em suy nghĩ chắc không có xe thì không biết tính thế nào nữa, cho nên ngồi thì nước mắt tự ý là không biết đến thế nào nữa, nước mắt tự rơi, tự khóc thôi, tự khóc thôi, không biết đến thế nào á, cho nên nếu cái lòng của chị ai nó biết thì nó buồn quá. Bệnh nhân của anh chị mong coi hết giấy tờ nữa là biết từ thiện rồi. Thông cảm cho em không nói rảnh được tinh kinh á, cho nên có lúc không, có lúc nói không đúng, có lúc nói đúng đấy, xin mong thông cảm cho em. Em hỏi chị như thế này, khi mà chị ra ngồi trước cổng, chị tìm kiếm cơ hội là làm sao đưa chồng từ Sài Gòn về đây mấy trăm cây số, thì anh có biết cái chuyện đó không? Anh thì anh ở Nam Trung á, chị vô thì chị cũng nói, chị cũng nói thì... Em nói gì vậy? Nói không giống như thì... không thôi, anh cũng không biết tính thế nào mà. Để chị hỏi thì cảm xúc anh khi mà chị ra chị khóc, chị không xin được xe cứu thương á, thì... À, lúc đó anh suy nghĩ gì? Chị hỏi giùm anh thử tiếng Kinh bằng tiếng người Gia Lai. Tè hà pia hà pia ta pạ có nhà hà tè có ti xe bọn sang cang ta tăng lệ bọn nay xe bị mờ nhìn pran chưa hà nhìn pạ nhớ chẳng hà rạ lệ dạ pran chưa hà nhìn pạ dạ rất vui hả. Lúc mà chưa có xe thì như thế nào? Bị mò xe hay đạn lẹ bàn chưa hay bị ác ở phía hội bị có xe mà anh cũng buồn chứ. Anh cũng buồn chứ. Rồi khi mà nằm trên cái chiếc xe mà về quê thì em nghe nói là anh chị là thực sự là nhớ quê và nhớ nhà mà thôi. Vì ở tây nhân hay đã ham ác à làm xe đi ẩn này rạ lắm rạ lại như dân này ở đây vui mà đi có xe đây đi tới nhà mà đi như thế thôi. Thêm một điều nữa mọi người, ở trong căn phòng đó có người giúp thì mình cũng vui cũng mừng. Ở trong căn phòng đó có rất là nhiều bệnh nhân mà mọi người hình dung là bệnh viện phục hồi chức năng á, là cái bệnh viện mà nó vô cùng tốn kém. Những người bị thương, bị tai nạn lao động, bị tật nguyền hoặc là bị cái vấn đề về xương khớp, họ phải nằm ở đó thời gian rất là dài. Và ở đó những bệnh nhân đều hoàn toàn rất khó khăn. Tuy nhiên thì trong những ngày tháng chị ở bệnh viện á, thì nghe tin là hai vợ chồng không đủ khả năng để xuất viện. Thì những người bệnh ở trong đó mỗi người gom góp 50.000, 100.000 được bao nhiêu tiền? Lúc đó thì trong căn phòng mình thì được một phòng được thì triệu, có 50 được 1 triệu, 100.000 gì đó. Được 1 triệu. Còn bên em từ thiện bên em thì cho chị ở ngoài đó 5 triệu. Còn cái chị cũng nằm trong bệnh viện á, chị cho thêm 1 triệu đấy. Cái cảm giác như thế nào khi mà chị thấy là những người bệnh ở trong giường bệnh á, người ta gom góp tiền để cho chị? Chị cái lòng của chị nó không biết tả thế nào luôn á,
không biết cảm ơn thế nào luôn á. Nói cảm ơn thì bằng trời bằng đất luôn á. Chị không biết cảm ơn thế nào nữa. Vậy thì chị nhớ tên ai không? Những cái người nằm trong giường bệnh, chị nhắn nhủ cho mấy cô chú anh chị đang xem được cái thước phim này là hôm nay hai vợ chồng đã về tới nhà rồi, cũng trân quý cái giai đoạn khó khăn nhất. Yeah. Chị có thể gửi lời nhắn đến mấy cô chú mà ở trong cái phòng bệnh mà chị đã từng cùng với chồng những ngày tháng khó khăn ở bệnh viện đó. Yeah, em rất cảm ơn mấy cô, mấy chị, mấy bác đã giúp đỡ cho hai vợ chồng em lúc em khó khăn. Em rất cảm ơn nhiều. Không biết cảm ơn thế nào nữa. Cảm ơn em là nói chung thì bằng trời bằng đất. Cảm ơn mấy cô bác đã giúp đỡ. Rồi bây giờ về đây làm công việc gì? Làm lúa, làm ruộng đấy. Khơi lúa, cắt lúa, mùa này là cắt lúa. Cắt lúa xong thì đi cày. Có người thì trong một ở đây thì diện tích là được đo là một công hay là một sào hay là một gì? Một rẫy là diện tích một khoảng rẫy là có lúc một sào, có lúc nửa sào, có lúc hai sào. Nhà chị bao nhiêu là bao nhiêu cái rẫy? Nhà chị được được hai sào. Hai sào. Được mỗi lần cắt là như vậy được bao nhiêu bao lúa? Khoảng 20-30 gì đó. 20 bao, mỗi bao khoảng 30 kg không? Hai sào làm anh sao ăn đủ một năm được. Ăn không đủ một năm. Vậy hai, thì hai sao, hai để em tính thử nha. Hai sào khoảng 30 bao đúng không? Mỗi bao 20 kg thì khoảng 660 kg lúa. Xin lỗi, 20 bao, 10 bao là 300 là chỉ làm một vụ 600 thôi. Chỉ làm một vụ thôi. Nếu làm hai vụ thì chắc ăn cơm thì đủ không, ăn. Không ăn, nếu mà đem đi bán thì được bao nhiêu tiền? Đi bán. Không bán được, bán đi dành để bán, ăn thôi. À vậy là lúa này là lúa không bán thôi. Để sử dụng hàng ngày thôi. Mà làm sao mà có tiền đi chợ, đi mắm, đi muối, đi cá? Đi làm thuê, làm mướn. Lúc người ta kêu đi làm thuê thì mình đi làm thuê thôi. Vậy anh thì thôi, không còn sức lao động nữa. Anh thì từ 2007 luôn mà anh không biết làm. Một mình vợ đi làm thôi. Một mình vợ đi làm thôi. Bây giờ mấy ngày qua anh về chị có đi làm đâu không? Cũng không đi làm nồi, ở nhà với nuôi cả cháu. Cả năm ở nhà như thế này mà. Mới đứa con nó đi. Hôm bữa thì em cho 5 triệu, mọi người cho thêm 1-2 triệu nữa thì em ước chừng khoảng hơn 6 triệu đi. Bây giờ còn không? Còn 1-2 triệu. Cái mua đồ tả với kia này, đồ lúc ăn đời ăn uống sữa thì cho uống sữa. Cái mua đồ ăn của anh. Từ bữa giờ anh về đây anh có buồn không? Có lúc cũng buồn chứ, nhưng mà bệnh tật thì nếu mà dần dần thì khỏi thì đỡ buồn. Anh thì chưa khỏi hẳn thế này, anh cũng buồn. Từ Sài Gòn lên đây thì khoảng 12 tiếng. Xe cứu thương cũng chạy mất cái thời gian chừng đó. Xa xôi cách trở, hai anh chị ở trong một cái buôn làng nhỏ ở Tây Nguyên. Và hai vợ chồng khi mà bệnh đau thì tìm mọi cách bỏ cánh rừng, bỏ ngọn đèo để về lại vùng đồng bằng, về Sài Gòn để điều trị. Nhưng mà về đó thì lại không còn tiền nữa. Rồi tìm mọi cách để trở lại quê nhà với một ý định đó là cầu mong cho ai đó có bài thuốc gì đó hoặc giúp đỡ cho anh được có khả năng là vực dậy. Nhưng mà mình không hiểu tại sao khi anh về đây á, thấy tinh thần anh nó có vẻ là phấn chấn hơn so với những ngày tháng ở bệnh viện. Ngồi lại được nè. Nãy giờ nói chuyện lâu thì anh ngồi như vậy có mỏi không? Nếu mà cũng mỏi chứ lúc mà thôi thì bây giờ cho anh nằm xuống được không? Hãy đi là đi ha. Hả? À, đi vào ha. Không sao. Như thế này, hôm nay thì em đến có cái món quà này cũng khá là bất ngờ, gửi cho chị với anh. Thì em xin phép gửi món quà này cho anh chị nha. Thôi em đứt cho rồi mình cho gì nữa. Em đứt cho bao nhiêu nhỉ? Hôm trước là cho 5 triệu. Mẹ đồng phà. 5 triệu quá nhiều rồi. Bây giờ cho này nữa được không? Cô dám nhận á. Nói chung trước là 5 triệu rồi, quá không nhiều biết cảm quá. Ơn thế nào mà vẫn giúp đỡ gia đình em thế này, em rất xúc động, cảm ơn. Bên từ thiện với bên mạnh thường quân không biết cảm ơn thế nào nữa. Giống như là lần trước cũng đã ủng hộ rồi, lần này lại ủng hộ tiếp nữa, không biết cảm ơn thế nào nữa. Cảm ơn rất nhiều. Tại sao khi em đưa cái khoản tiền này ra là anh lắc đầu liền?
ý là anh không dám nhận. Nói chung thì anh không dám nhận. Pani mà, Pani mà, Pani có nhiều mà. Hả? Pani cả bên. Chỉ là cảm ơn đấy. Chỉ cảm ơn mà thôi, không biết làm nó như thế nào hết. Chỉ cảm ơn mà thôi. Mà vì sao anh từ chối cái số tiền này? Số tiền là nhờ số tiền hello ăn anh ấy. Tiền quá nhiều mình không dám nhận thôi. Vì sợ điều gì á? Là không dám nhận. Như thế này, như thế kia. Không biết nói gì. Anh là người đồng bào cho nên mọi người hình dung là diễn đạt ngôn ngữ nó không có trôi chảy bằng cái tiếng Kinh. Có thể là anh biết nghề này, biết không biết nghề này, không biết nghề kia. Sợ nhiều người lại dùng lại như thế này như thế kia mệt lắm. Chị có thể chia sẻ rõ cái quan điểm em như thế này nè. Cái đây là cái số tiền mà mấy cô chú anh chị hôm bữa xem được cái đoạn clip đó. Yeah. Người ta thương, người ta gửi. Nhờ em ở dưới đồng bằng, ở dưới Sài Gòn chạy em đây gửi. Thì anh chắc anh có thể là anh sợ điều gì? Điều gì anh đang sợ? Chị có thể hỏi giùm anh thử. Dạ, hủy kết trên cái từ thiên phà ta thân, ta có đủ ta thọ bỏ nhuân. Ủa, răng lặng, cái tiền đấy? Răng lặng ta đã phim, răng tạp, răng ủng hộ. Cái tiền này nếu giờ cho cái thì còn các em thì sao? Còn các em thì sao? Còn em phải có một phần nào chứ. Còn em, anh mới vui chứ. Vậy là bây giờ em ngắt lại xíu nha được không? Bây giờ này, cọc tiền này ngắt lại cho em bao nhiêu là vừa? Phạt lại nhiều hả? Nhà phạt lại nhiều. Đưa lại. Số ý là số tiền là bao nhiêu? Anh đón thử, giờ anh đón thử này bao nhiêu? Mới triệu đấy. Đó giờ đi làm rẫy được nhiêu giờ đây không? Làm rẫy đâu có, làm rẫy thì chỉ có làm lúa ăn thôi. Mà tiền thì không có đâu. Chắc là nhiều đấy, nhiều lắm. Nhiều lắm á. Nhiều lắm là bao nhiêu? Có 5 triệu, 10 triệu. Bây giờ anh nói là người ta từ thiện, người ta cho anh đúng không? Rồi còn tụi em sao đúng không? Vậy thì bây giờ anh tính sao cho tụi em? Biết nói cho điều luôn đi. Anh nói gì? Chia cho điều luôn. Chia cho điều, anh chia đi, anh chia cho em sao cho nó hợp lý tí. Bây giờ anh nói là mang tiền lên từ Sài Gòn lên đây thì kinh trùng chia đều. Đây là 1 triệu á. 1 triệu á. Đếm đi, chia ra chia đều ha. 50-50 hay sao? 50-50 thôi. Bây giờ em 60 được không? Ừ? Em 60, anh 40. Rối quá, tiền không biết là đếm. Bây giờ đang chia tiền này nha mọi người. Tiền cô chú anh chị gửi cho anh, cho nên anh nói là bây giờ thấy thương mấy đứa em ở Sài Gòn. Sự lên tiền 100 là đùm là 10 nữa. Anh nói là chia đều cho nó hợp tiền lý. Tiền 100 là 10 tờ là bao nhiêu nhỉ? 110 tờ là 2 triệu. 2 triệu à? Đây này nữa. Đang tính. Rối không? Nó giỡn chứ, 10 tờ 1 triệu. Đó, cứ bên này là 10 tờ thì bên này là 10 tờ. Đó, đang chia. Đây phần của mình, còn phần này phần của ảnh nha. Chín, mười. Rồi đây, đây là phần em đúng không? Gần xong rồi. Nói chuyện thì anh đếm nó rối á. Đó, đang chia á. Mọi người thấy không? Thiệt thà không? Đầu tiên mang lên thì cho thì sợ. Cho xong thì nói là mấy anh em nên phải chia lại. Bây giờ đang chia. Bình thường ai cho cũng chia vậy hả? Anh thì người thật thà lắm. Nói chung thì thấy tiền nhiều thế này thì anh cũng sợ đấy. Vì sao sợ? Vì sao sợ? Chị có thể lý giải cho. Ý là giống như mấy anh chị cho không á. Anh mới sợ nữa. Đó giờ ai cho không chưa? Chưa. Chưa hả? Yeah. Đó giờ người ta cho nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Cho lúc ở bệnh viện đó thôi. Tụi em cho, đợt tụi em cho 5 triệu ấy, ha. Dạ. Chia chưa xong. Em muốn hỏi thật chị, cái cảm giác của chị khi mà chị thấy em cầm cái số tiền này ra, chị suy nghĩ gì?
Chị nói chung thì không biết cảm ơn, nói chung thì cảm ơn thôi, cảm ơn nhiều. Tớ hả? Nè, tớ nè 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 hả chả dạ này. Vre nha là. Số 100 chín mất 100.000 ơi. Đổi. Đây đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 tờ. Đó, thiếu một tờ nữa. Thiếu một tờ đúng rồi. 39 tờ. 39 tờ tương đương là 3.900.000. Rồi. Đây nè. Thôi em đưa cho em luôn ha. Hay sao? Rồi có nhớ ạ. Thiếu tờ rồi, bao nhiêu? Ha, thiếu tờ như lại ăn lên để đủ. Vậy là em được 5 triệu. Anh được nhiêu? Cũng 5 triệu. Đó. Bây giờ 5 triệu này em làm gì? Về nhà. Em vừa tới nhà là được mà. Em về nhà làm gì? Thấy nhà là vui rồi. À, về nhà là vui. Mua rượu uống hay sao? Này để dành mua rượu uống, để cho em mua rượu uống hay sao? Để uống nước. Uống nước hề. Cưới vợ ha. Em chưa có vợ. Đó. Em chưa có vợ. Ủa? Sao vậy? Giờ có vợ mình về tới gặp gia đình là được. Cái này là về đưa trai. Đưa cho em. Đưa cho em làm gì? Cho vui mà anh uống nước. Người ta gửi cho anh, giờ em lấy một nửa em, người ta nói sao? Em mà nói được. Này là anh cho em đúng không? Ừ, đúng. Ai nói thì nói em cho là được. À, còn chị? Chị nghĩ gì? Cái việc mà anh chia cho em một nửa vậy? À, anh chia cho em thì chị cũng vui lắm. À, nãy là chị đưa ra một tờ thì là tròn 5 triệu. Cầm giúp em đây 5 triệu. Mình đếm luôn cái này luôn đây, thử bao nhiêu nha. Khi sáng nay mình vội quá mình đếm còn thiếu tiền không nè, cẩn thận. Em cầm về đi. 3 4 5 6 7 8 9 10 sang, 11 12 13. Sang em về. Từ đây tới Sài Gòn biết bao nhiêu tiền. Ôi này đủ rồi, đâu có thiếu. Vậy là An Giang em mất 100 rồi. 5 triệu, 5 triệu là 10 triệu. Đem chính xác. Bây giờ em bao nhiêu tuổi chưa có vợ vậy? 29 tuổi. À trời, gần 30 rồi chưa có vợ hả? Bây giờ tụi em đi 3 anh em, thêm một anh ở ngồi kia nữa thì 3 người. 3 người như vậy 5 triệu chia đâu có đủ. Chia sạch nó lẻ lắm, bây giờ cho thêm 1 triệu nữa đi, được không? Như sao, em tha vậy? Em lấy thêm 1 triệu nữa nha, anh được 4 triệu. Thì bây giờ ba anh em mà chia ra mỗi người được 2 triệu nó mới đều, được không? Cái này là của anh, 4 triệu, cái này là 6 triệu, làm sao? Cũng được. Cũng được luôn. Người lấy được cũng được. Ông cho cũng được. Tính anh hồi đó giờ vậy hả? Thiệt thà vậy hả? Ừ, anh thiệt thà lắm. Thiệt thà lắm. Thiệt thà mới có vợ chứ. Thiệt thà mới có vợ. Vậy là em gian xảo cho nên giờ chưa có vợ. Thế này thiệt thà chứ có vợ thôi. Thiệt thà có vợ. Tôi 30 là có vợ rồi. Em mới có 29 à, cho nên năm tới mới có. Năm tới mới có. Anh chị đã cưới nhau là lúc 30 tuổi. Ừ, 30 tuổi có vợ đó. Ừ. Con gái bao nhiêu tuổi là có chồng? À, con gái 2004. Còn nhỏ mà. 2004, vậy là mới có 19 tuổi à? Ừ. Sớm. Lễ sớm, đồng bào lễ sớm. Ừ. Nói chứ vậy, đưa giày, đưa đây. Cái gì? Ừ, đưa đây. Đây là phần của anh chứ. Thì đổi. Đổi gì nữa? Này 6 triệu, này 4 triệu, đổi. Ừ, không. Nói chứ em gửi luôn á. Thiệt. À, không. Thôi, phần của em lấy đi. Thôi, anh giữ đi. Ừ. Nói chứ. Nói gì? Ai làm đó, tắt máy quay rồi tính tiếp. Nói chứ, nói thiệt, đây nè. Em không, đó giờ, từ đó đến giờ em không những là cho thêm. Thì đưa đây. Đây là không nói giỡn, nói thiệt á. Biết rồi. Người đồng bào không bao giờ nói xạo. Ừ. Người đồng bào nói rất là thật. Nói thật là thật lên. Ừ. Trước hết thì mình cảm ơn chị Tiên Lê gửi cho anh chị 5 triệu. Cảm ơn anh Chánh Tâm ở Minh Úc gửi cho anh chị 5 triệu. Tổng số tiền hai anh chị gửi cho gia đình là 10 triệu. Cái điều mà mình thôi thúc mình muốn quay trở lại, dù cái khoảng cách địa lý rất là xa xôi, di chuyển tốn kém xa và rất là cực,
có thể là mình chuyển khoản trực tiếp cho anh chị số tiền 10 triệu. Nhưng mà anh Tránh Tâm và chị Tiên Lê có nói với mình là xem clip của Phong thấy chị vô cùng thật thà. Thương là thương người đồng bào thật thà. Xuống vùng xuôi thật thà mọi thứ. Cái ăn cũng không dám đúng là rồi. Xin đúng một hộp cơm thôi. Rồi nói là xin nữa nó thôi, anh ăn yếu lắm. Cho nên là hai vợ chồng có thể san sẻ. Cái thật thà đầu tiên mà mình thấy đó. Rồi ngay nãy giờ mọi người thấy không? Một sự thật bất ngờ hai, là hai vợ chồng thật thà lắm. Bây giờ là đưa cho mình 6 triệu nó là tiền công ba anh em, còn anh giữ 4 triệu. Bây giờ nói thiệt em gửi lại cho em không có lấy. Em không có lấy cái đó phần là phần của anh nhưng... Nói chứ gửi chứ không không lấy. Cất đem giấu sợ mình trộn vô nhau. Rồi này thật thà 4 triệu của anh cột vô, giờ anh đếm lại tới mai cũng chưa xong. Hôm trước bao nhiêu rồi bây giờ này, bây giờ là bao nhiêu tiền nữa. Nói chứ... sợ cả làng nói gì sao? Làng nào nói? Cả làng nói. À, làng giờ... làng gì? Ipung Ba hả? Làng Preng Ba. Preng Ba. Nói chứ tấm lòng của mọi người gửi bấy nhiêu đây thì mọi người thấy hôm trước là 7 triệu đúng không? 7 triệu mình 5 triệu mấy anh chị, mấy có chú thì góp thêm 2 triệu nữa. Facebook. Mà mua làm sao mà giờ còn có 2 triệu mấy là tả này, mọi người thấy không? Tả này, tốn kém biết bao nhiêu. Mình nói chứ trên tay mình 10 triệu 3 tháng nữa là sạch trơn luôn. Thôi cất đi. Đưa anh đi, đưa anh cầm đi. Cầm đi. Đưa cho vợ đi. Là gì mạ hà vậy? Anh không dám cầm nữa. Là gì mạ hà vậy? Tiền nhiều lắm. Cầm đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn em nha. Em không lấy đồng nào. Không những là cho thêm thì thôi. Chị nhớ hôm đó thật sự thì chị có xin là xe cứu thương thôi. Em nói cái chị phát thôi. Cơm chúng em. Chị rút tiền ra cho thêm đi. Hôm đó còn mượn tiền, em lúc đó đâu có tiền trong ví đâu. Em nói chị cho em mượn 5 triệu đi. Rồi chị đó cho em mượn 5 triệu. Em cho, không cho thêm thì thôi, giờ lấy thêm vậy làm chi mang tội. Đúng không? Yeah. Được chưa? Rồi. Rồi, thôi bây giờ vậy nè, nãy giờ trò chuyện như vậy thì mọi người cũng hiểu được rồi. Ở nhà thì có mấy cái bao lúa đó mọi người thấy á, phía sau này thì yeah. Đủ để ăn qua giáp hạt thôi. Đi rồi, đi. Đi xung quanh mà quay luôn đi. Sẵn tiện anh ngồi đây nha, em đi với chị dạo một tí rồi tạm biệt luôn. Đây, thật sự thì vô thì thấy được cái tivi, cái giá trị nhất. Căn nhà thì đây là cái lúa nhà mình trồng đúng không? Dạ. Bồ lúa giống như ở quê mình vậy á. Dạ. Ở nhà mình cách mấy năm trước á là mẹ mình còn làm lúa cho nên là có một cái bồ lúa để đựng. Mỗi bao như vậy là ước chừng 40kg á nha. 40 á, tại vì nó bị lỏng, nếu mà dồn đầy đủ vô thì khoảng 50kg. Thì mọi người hình dung một ký lúa hiện giờ giá nó đang lên khủng khiếp, 5.000 lên 6.000, 40kg 6 × 4 200.000 một bao vậy, 200 bao là 1 triệu, ước chừng như đây khoảng 3 triệu mấy đúng không? Thì cái số tiền 10 triệu khi nãy là tương đương với khoảng gấp 3 lần cái số lúa ở đây. Đây là dùng cho anh chị để ăn hàng ngày. Chị thì đi làm công để kiếm thêm cái khoản tiền đi chợ, đi búa, mua rau, thịt, cá. Anh thì hiện giờ như vậy thì 10 triệu là đủ để anh lo mua tả, có gì đâu. Dạ, anh lăng tăng có lúc anh thêm sữa thì mua sữa. Mua đồ ăn. Em qua đây một tí nha. Mọi người thấy không gian sâu để cho thấy là căn nhà như thế nào đây. Cà phê này của ai? Cà phê cũng của chị, 2-3 cây của chị á. Có 2 cây rồi hả? Ý là nói chung thì ngoài vườn nè. Gà này thì bây giờ được bao nhiêu một ký? Gà bữa này 7-8 ngàn một ký. 7-8 ngàn một ký. Thì vậy thì cái cà này lâu lâu cũng bán được một tí để có tiền ha. Thôi bây giờ em với chị lên gặp anh để lời chào tạm biệt với cô chú anh chị. Nói cho anh không rành tiếng Kinh cho nên anh không hiểu đâu. Chị có thể giải thích cho anh nói là tiền cô chú gửi thì tụi em phải có trách nhiệm là gửi đầy đủ hết. Đừng có lăng tăng cái chuyện là chích lại cho tụi em một cái phần nào đó. Chị lý giải cho anh biết bằng tiếng người Gia Rai đi. Quên rồi, em tên gì vậy? Phong. Tên gì vậy? Tên Phong. Tên Phong à? Nhớ rạ rề chuyện nè. Chuyện mừng từ thiền, mừng anh chị, mừng chị con thi. Nhớ pha rề thua ta nè, nhớ giúp đỡ ta nạp tè ta tợ sáng càng, nhớ bố ta đã phim. Hà chăng rạ lại nhớ bởi nì, cứ nhớ lô ăn pha ta chuyện ở nè. Rạ thập dê vị. Ý bê á? Nói thì anh cũng hiểu mà nói cảm ơn mấy cô bác trên kia thì anh không có nói được tiếng Kinh.
Thôi nói bằng tiếng đồng bào đi. Hay là Piekre. Piekre, Pony, Piekre. Piekre nè. Cảm ơn anh em. Pio hay Piekre, Pony hằng tao lời kre. Như tôi bỏ bác. Như tôi bỏ xe con thì. Như pha ra tài chiến, hà ni, hà Piekre nè. Có bên này, nếu bà dòng thì tôi bỏ xe con đi. Rù có mấy chiến nè. Mới ở nắp tạp mà từng lẹ bó lẹ bị mò tà lẹ dân khắc bạc chú ơ mò bởi nì mò dân thề mình mò pha mà dân mà lẹ bó bó sang à nì mà ơn nọc mà tò có bởi nì mịt nông dân thề bởi nì tâm nôn vậy. Chị dịch giúp em với. Anh nói là cảm ơn mấy cô bác trên kia đã giúp đỡ gia đình em, cho gia đình em số tiền quá nhiều. Anh nói rất cảm ơn rất nhiều. Có lẽ là người đồng bào họ rất là thật thà, đến mức mọi người xem từ đầu đến cuối clip rồi. Và hy vọng rằng qua đoạn clip này cho mọi người có một góc nhìn rõ nét hơn về câu nói chuyện về tiền đồng bào. Còn quan trọng như phía em ấy. Thôi em cứ nói. Một lần nữa thì mình cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã đồng hành với Phong cùng với gia đình. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe đã dành thời gian quan tâm đoạn clip này.